thường thường đó, nguyên cái hồi này của mình là hơn 100 triệu. Trời ơi, một hình là hơn 100 triệu. Dạ đúng rồi, khoảng hơn 300 triệu. Anh Đức ơi, anh Đức, anh Đức, anh Đức, anh Đức, anh Đức, trời ơi, trời tới công viên luôn, quá trời đã rồi mọi người. Ở đây là một cái chỗ mà khu sau này sẽ là cái khu tập gym của bên Hero nha chị. Làm gì vậy? Đang luyện thiết thủ công. Trời đất ơi đó, rồi cái đầu văng ra chưa, cái não văng ra chưa? Sau khi mà chị V review hả nhà của các bạn nữ thì bây giờ sẽ review qua nhà của các anh nam cường tráng. Đúng rồi, mình xong hỏi chị em, bây giờ mình sẽ lớp qua hỏi anh em để mình review nha. Đúng là hỏi anh em bước lên thấy không, đây là chỗ tập bóc bóc rồi không? Rồi đây là cứ cả đây nè. Anh nói thử ra tôi lắm anh chị. Trời ơi, cái này là chuyện bình thường coi. Nice. Đây đầu tiên thì bà Gia sẽ đột nhập vô một cái cứu tôi. Phòng cực kỳ là leader mọi người. Tại vì nhắc tới leader là mình có biết đó là có một bạn này dàn hè vô cái gì vậy? Đi này bây giờ mệt quá thì tôi nghỉ thở chứ. Rồi. Thấy chưa? Mỗi người, mỗi phòng đều có một cái sự chấn động. Là trước ngay cái phòng là có đôi dép. Đôi dép màu gì là tượng trưng cho cái người đó luôn á mọi người. Đây, một đôi dép dịch vàng. Màu vàng là tượng trưng cho sầu riêng nha. Hello mấy cưng. Ôi, mình đột nhập bất ngờ, bất chợt đó chị em nè. Sao tôi đi hôm nay đứng ngay vậy? Thì tại thấy đôi dép màu vàng. Mới biết là đây là phòng dịch nè đó. Ủa, dép màu hồng mà bây giờ đổi màu vàng luôn. Giới thiệu với bà V, đây là hang ổ của tôi. Hang ổ của đây là cái nông trại vịt đó. Nông trại vịt. Nông trại vịt nhưng mà mỗi tội là vịt con nó chưa nhập với đây á, mua được có vài con kìa. Đó. Nói chung là cái nông trại này cũng là sương sương sơ sơ thôi mọi người, nhưng mà từ từ thì cái nông trại vịt này nó sẽ nhân gấp giống số lượng đúng không? Đại loại là vô cái phòng tôi đấy, mọi người nhìn nè, cảnh quan xung quanh là đó. Một màu vàng, màu vàng với màu xám. Một màu vàng banh ơi, chấn động bờ hồ chứ mọi người. Rồi ok. Ủa không chơi nữa. Trời thì cái đây gọi là cây súng bắn dịch. Đó. Súng này là súng để bắn kiến không? Mà chỉ biết bơ là phải làm nhìn như vậy nè. Ủa, sao nông trại dịch có Squid Game vậy? Mình giải thích cái này là bên đợt trước do cái game cái phim Squid Game này nó nổi tiếng quá là bên BB không phải đam mê, bên Shop Hero có bán. Có bán con này. Chấn động nha bạn. Đây là có một cái dịch dễ thương xíu. Đúng là ta nói đừng trao súng cho phụ nữ, thôi trả lại cho phụ nữ. Cái giải sao đúng với phụ nữ? Đúng rồi. Đó là nguy hiểm. Thôi giờ nói chung là phòng bị nguy hiểm lắm. Đây, đây. Mình có súng hay không, mình chơi kiếm. Đó, có cái kiếm luôn. Cái gì vậy? Trời ơi. Mọi người nhớ follow Facebook cá nhân của tôi Nguyễn Phạm Tường Vi VV có dấu tích xanh nha mọi người. Đặc biệt nhớ tham gia vào group nhà của VV nữa để biết được những cái bí mật động trời chỉ có Dê và fan cứng của Dê biết thôi nha. Còn bây giờ thì coi clip tiếp đi. Kiếm gỗ ông nội, kiếm gỗ chỉ diễn xong rồi. Bớt đồ rẻ. Bây giờ là anh Đức sẽ biểu diễn là rút kiếm nhanh trong nháy mắt. Bây giờ chuẩn bị tập trung nha. Bây giờ chị đứng yên. Giờ đứng yên đây. Chuẩn bị nha. Kiếm gỗ. Anh Đức vừa mới thể hiện 40 nhát chém tốc độ luôn. Bây giờ mọi người tôi chậm lại mới thấy. Bà thấy gì không? Không thấy gì chưa? Không, em cao thủ mà. Nói chung là do vịt mới chuyển về đây đó nên là đồ đạc vẫn chưa có nhiều nè. Nói chung là nguyên cái khu này đây. Hôm nay có một đây là một bạn gọi là gì ta, gấu bông của một cái game khá là nổi tiếng mà trước mình được làm đây bên Mini World. Hôm nay tạo bên nè. Hàng mới nha, hàng mới khu mới. Trời đất ơi, có quà. Hàng này là hàng limited đảm bảo không mua được ở Việt Nam đâu. Okay. Mình được tặng quà rồi. Mình giống lại. Cái gì vậy? Đây vậy? Vô mình phải vệ sinh cho sạch sẽ nha. Cái gì vậy? Dịch một cái băng đồ. Ông phá thôi kệ đi. Ủa? Cái đồ hút vào cũng màu vàng đó hả dịch? Đấy là người ta vô tình người ta mua thôi chứ không? Nè. Ok. Đeo vô thử thì thấy hợp với dáng lắm đó bé. Ngược ra bà nãy. Đây đúng không? Đó, okay. Lộn lại đó. Trời đất ơi quá dễ thương cô te hộp meo luôn. Thôi kệ mình hốt con này về là được. Có quà còn phải không? Có quà còn đi. Có quà là tốc độ lên. Ở đây hổn đổi lại không? Tôi còn chưa quay phòng tôi thôi. Nhìn này. Đây là nhà máy tính là trị giá là 800 triệu của anh Dịch. Gì ông này?
Cái đàn này có khoảng 300 thôi. Đây, đất ơi, 300. Đây là khu vực làm việc chính này, là nơi để sản xuất video clip cho các bạn coi nè. Đó, nói chung là bàn phí mất thứ, nói chung là khá là mắc. Cái này bự quá vậy? 200 triệu. Hèn chi nó lạ lùng, nồi canh dễ sợ luôn rồi. 300 triệu nhưng mà đã qua tay anh Dịch sử dụng là nó sẽ lên 800 triệu. Trong phòng tôi thì có một cái rất là đặc biệt. Cái này. Cái khu vực sẽ để những chiếc hình ảnh đúng không? Đúng rồi, đây là sẽ đặt hình của team lên nè và... Dễ thương. Và biết cái vé máy bay tôi ghi trên đấy anh chị không? Không. Cái vé máy bay này là cái vé máy bay một chiều. Cái bay từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh. Đúng rồi, đây là cái vé máy bay cái ngày mà tôi vào Sài Gòn á. Là ngày đóng đô tại đây luôn. Đúng rồi, ghi lại là kỷ niệm từ đây là đóng đô đây luôn. Hay, rất ok. Rồi, okay, tôi sẽ cất cái món quà gọi là siêu to khổng lồ vào kia. Hứa kìa, tôi quay clip tôi sẽ đeo lên mọi người. Nữa cái này. Gì nữa nhiều vậy? Bịch kẹo sầu riêng màu vàng. Sầu riêng, trời ơi. Sầu riêng. Ôi, thơm quá, bạn nào biết là sầu riêng là thơm lắm luôn á. Đúng rồi. Ôi, chấn động bờ kẹo luôn, cảm ơn bà Vê nha. Thank you, thank you, tôi không cho ai hết, tôi để cho anh mình. Ôi, đất ơi, nghe cho mọi người chấn động chưa. Thôi, hôm nay mình quân review sơn sơn sơ sơ phòng. Bây giờ có review toilet không? Ủa gì vậy? Không nha má. Ok, phòng của Vịt thì nó bé bé con như vậy thôi. Và phòng này là phục vụ một người nên là nếu như mà các bạn thích cái phòng như này thì bạn hãy cố gắng là gọi là xem video của mình, xem video của chị V để có thể sau này biết đâu tương lai bạn cũng trở thành YouTuber và cũng có những phòng như này sao? Đúng không? Ước mơ đó. Rồi, tiếp. Tiếp hả? Ok. Yeah boy. Chú Phượng. Ha, chú Ngọc. Bất ngờ chứ bà già. Bất ngờ quá bà già. Hãy xin mì để tôi gọi liền coi. Tôi phải gọi liền. Bắt quả tang ở đây. Bây giờ hai người gọi Vũ Yên Trường. Alo. Đây nè, đây nè. Có cái chuyện chấn động trên đây. Ở đây tôi thấy đóng tài nè. Tôi thấy đóng tài. Chùm mệnh lại, chùm mệnh lại. Có chùm mệnh luôn. Có chùm mệnh luôn. Đó. Trời ơi. Hai người ôm nhau nữa. Đó. Hiểu không? Đó. Đây hình ảnh này là sẽ gửi tới Simmy đã xem. Mai xem lại bản gọi dịch. Sim ơi, Sim. Nếu Sim muốn coi video này, các em muốn nói với Sim một điều rằng là bất ngờ cho bà già. Thế đâu bà già. Giỡn với mọi người vậy thôi chứ bây giờ là chị V bắt đầu review phòng của anh Gairon xem cái gì giá trị nhất ở trong đây. Thì mình sẽ lấy. Đúng rồi, trước mắt tôi là tôi thấy cái này. Hả, đúng hả? Trời ơi, con trai sắp chơi xuống rồi, đúng rồi. Quậy ra. Ok, anh sẽ bấm thẳng vào trái tim em. Thôi bớt đi nè. Rồi, ở đây là cây trang trí rất là nhiều hình lô. Ví dụ như chiếc hình này. Cây chỉ trâu, đây là hình giống Halloween đúng không nha bé. Kế bên sẽ là Hero Team. Nè, một tấm hình kiểu là đánh dấu kỷ niệm. Đánh dấu... gì vậy? Trời ơi, lớn tiền đâu đền mà. Ôi, ở đây nó có được. Trời đất ơi, nút. Toàn là nút không. YouTuber Kaigon nè. HG Kaigon, Kaigon TV và Kaigon TV. Quá xịn xò luôn mọi người ơi. Biết bao giờ nào. Cái này là bình thường nha. Cai cứ chơi luôn đồ công nghệ luôn. Tại cái quạt này là cái quạt mà tao nói là nó không có cấp. Nhưng mà nó vẫn mát. Đúng rồi, nó thổi gió từ ở bên dưới nó. Ủa cái này thọc tay vô đụng ta. Ê, thọc tay vô có kiếm không ta? Không sao đâu anh cứ thọc tay vô. Trời ơi, nếu tiêu mà em làm thì chết anh rồi. Quá xịn luôn mọi người. Ủa không, cái này là gì vậy bé? Cái cân á chị có muốn cân thử coi là chị mình bao nhiêu ký không? Rồi, em ơi. 43 kg nó mạnh chàng đấy vậy. Ôi, 43 kg thiệt luôn đây. 43 kg luôn không? Quá xịn xò rồi, anh đứng lên cân coi mấy ký. 54 hoặc 55 kg. 55. Tăng ký chứ. Đó, sáng giờ qua Hero Team ăn nhiều quá lên được 2 kg. Trời ơi, đây là ông cai, ông trang trí rất là nhiều. Cái gì vậy? Phòng cai có cái gương thần luôn nè. Đó, gương thần này để hỏi là thế gian ai đẹp được giường như cai. Không cần hỏi, cái gương này mình nhìn vô, từ xấu sẽ tình đẹp, từ dịch sẽ khóa thiên nga. Từ dịch hóa thành ông cai. Trời ơi, đây là mấy khu vực mà gọi là làm việc, làm đồ đó mọi người. Nhưng mà khu vực làm việc á thì mình cũng phải có động lực đó. Nhìn vô cái bộ này là thấy là couple, cơm chó, cơm rồi đó, quá trời chấn động. Bên đây là mọi người có thể thấy là cái vàng này không thể dưới 100 triệu được. Chắc chắn trên 100 triệu. Ở dưới 100 triệu thiệt chứ. Ở dưới 100 triệu bé. Nhưng mà chị nghĩ là trên 100 triệu. Khoan, bây giờ tôi có thắc mắc à. Nãy giờ cái chủ nhân chỉ có ngồi trên cái ghế hoài không chịu đứng dậy. Đúng rồi, không chịu đứng dậy. Thì tôi nghi ngờ là cái ghế này là giá trị nhất trong căn phòng này. Xin giới thiệu với lại chị Vi với lại anh Đức. Cái ghế này của em là một cái ghế limited. Chỉ có duy nhất một cái trên thế giới này thôi. Ôi, limited là mắc lắm á. 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ mà anh cai ngồi là 2 tỷ.
5 tỷ. Trời ơi, đi tới tôi gờ thử cái ghế 5 tỷ anh ra chụp tôi gờ. Trời ơi, trời ơi, anh xịn quá. Ủa? 5 tỷ mà sao? Cái da nó kỳ quá bé. Hơi. 5 tỷ Ly Minh Tiệp kỳ em. Hình như em nhớ nhầm. Hình như em nhớ nhầm. Hay 500 ngàn à, không có, ghế này của em 5 tỷ á. Nhưng mà cái này là kiểu cái style nó thế à, phong cách nó thế các bạn ạ. Chị mình hiểu nghe nè. Trời cái ghế ông 5 tỷ bây giờ ngờ vô mất miếng da. Đợi anh tiền đâu đợi anh. Đi đi. Không có đi. Sao không đi? Kiếm gì lấy về đây rồi. Trời mình gan quá vậy. Kiếm. Ví dụ cái này thấy đẹp nè. Đó. Cầm đưa xuống, để xuống. Hồi nãy giờ chị Bi dính đất vô đây nửa đầu luôn. Ủa bàn phím nó lạ quá vậy anh? Sao nó có chút chiếu vậy? Cái bàn phím này là bàn phím chuyên để chơi game nha các bạn. Đây, anh đây nè. Cái bàn phím này nó chỉ có bên di chuyển thôi, nó không có bên kia. Nên là di chuyển thôi, chúng ta để một tay thôi. Tôi tưởng là ngày xưa cái này nó dài như vậy. Nhưng mà anh do anh Siro anh chơi dữ quá, giờ nó còn vậy à. Trời ơi. Chặt bóp đi rồi. Chết luôn. Đây là nguyên một cái vàng, ta gọi là vàng cái gì ta? Mô hình. Đó, rất là đẹp luôn. Ui, có huy chương nữa, giải nhất. Vô địch gì vậy? Ủa là bơi lội hả? À, cái này là huy chương của bạn em mình khỏe đi. Mình chơi đó, mình chưng mình làm màu thôi. Đây. Qua bên đây. Đây là tất cả những cái mô hình mà anh Siro sưu tập nha. Đúng rồi. Bây giờ mình sẵn ở đây mình hỏi thử anh Siro coi cái mô hình nào là có giá trị nhất trong căn phòng này. Và thích nhất. Đúng rồi. À, mô hình giá trị nhất hả? Có hai cái mô hình giá trị nhất các bạn. Một là cái con Yolo to này. Ồ, thấy nó bự thiệt. Đúng rồi, con này là có cái giá tầm khoảng là đâu đó khoảng 10 triệu, gần 10 triệu. Và lúc mọi người vô sẵn mọi người có thấy con Kaido dưới không? Thấy. Của mình đưa xuống dưới là 15 củ. À mình thấy. Trời quá xịn luôn mọi người. Còn ở đây thì có một con nữa là VIP hơn là con này. Đây, con này rất thích luôn, tại vì nó đẹp. Đúng rồi. Đấy, rồi tổng xương xương đó, nguyên cái mô hình này của mình là hơn 100 triệu. Cái gì? Hơn 100 triệu. Mô hình mà hơn 100 triệu? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ về sao tôi lấy gì hết được? Ủa gì vậy? Tưởng qua chơi là cho tặng quà chứ. Nãy giờ đi phòng nào cũng có cho quà hết trơn nghe. Cho quà hả? Đúng rồi, không cho quà là kỳ lắm nghe. Con này là con sư tử con. Anh có sao không? Nhìn nó rất là dễ thương. Biết dễ thương giống ai không? Giống anh Đức vậy đó. Con này giống anh Đức hơn nè. Đó, anh thấy con này giống hơn rồi đó. Con này được á. Hai là con này nghi ngờ sao nãy giờ cứ ôm ấp nhau, nói nhau, yêu có nhau. Có đâu đâu đó. Nghe. Cái này ta gọi là tình thương nói đúng rồi. Đó. Anh em lâu ngày gặp lại nè. Rồi bây giờ anh em lâu ngày gặp lại phải không? Mình xem cái này đâu nè. Kim Cương đem đi thẩm định. Đá giả anh. Đá giả hả? Đá giả anh Đức. Bây giờ tôi sẽ dắt bạn đi cái căn phòng này là Rick chết trong đây không? Chết làm Rick bảo đảm mà bước vô một cái là mà hú hồn đi. Ok. Bừng sáng lên như cái đầu của tôi nè. Đúng rồi, bảo đảm luôn. Bước vô đây. Đây, bấm chuông đi lịch sự đi bạn ơi. Ủa, đúng rồi, phải bấm chuông. Trời. Người quen mà sao cũng hàng. Ta tự nhiên cái tôi thấy cái gì tao cũng muốn xin hết trơn. Xin sương sương cái này nè anh đó. Xin sương sương. Đụng vô đất không anh nhớ nè. Trời ơi đây là dây chuyền kim cương. Đó. Ai thứ kim cương treo đây hết. Trời ơi. Có đồng hồ kim cương luôn. Ủa gì hả? Để kiểm tra coi trên người anh có cái gì kim cương không? Không anh. Kiểm tra liền à. Không có cái này lạ lắm nè cho anh Đức coi nè. Đấy. Anh biết cái này là gì không? Ờ không cái gì vậy? Đây là một cái răng kim cương. Trời ơi. Trời đất ơi, hèm cái thằng ủa. Trời ơi, anh này chơi hẹn kim cương rồi. Chứ mình đeo vô. Rồi, nhưng mà em phải, tại vì để lâu quá, giờ em phải đi đánh cho. Đánh cho nó sáng. Đây, anh hiểu rồi, đưa đây. Cái này anh Phong nhờ anh đem đi đánh dùm để đó. Đúng rồi, để đánh dùm cho anh Phong một cái gì đó. Anh ơi, nào có. Trời ơi, tưởng ra rồi. Đây, một vàng dày siêu tinh chấn bọng bờ hồ mọi người đó. Trời ơi, cái này á là
hai màu da em phối nhau đúng không? Dạ đúng rồi à, chị. À, một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm, sáu, bảy, tám. Trời ơi, có cái đôi này đủ màu luôn, đẹp quá mọi người. Đó. Đây là một cái đôi mà em mua nó bởi vì em thấy nó nhiều màu giống Hello Team quá. Ôi nhìn nhiều màu mà đẹp nữa. Kiểu là nhìn vô là bắt mắt liền luôn. Ở đây có cái đôi nào mà nó mắc nhất không em? Đôi mắc nhất hả chị? Đôi mắc nhất là đôi bên này. Đôi nào? Đây, đôi này là đôi mắc nhất của em. Nhiều nè, nhiều nè. À, có nên bật mí không ta? À không, vlog của mình cũng nói rồi mà nhờ. Đôi này giá của nó hiện tại bây giờ là khoảng hơn 300 triệu. Trời đất ơi, rồi. Anh Đức ơi, anh Đức. Anh dậy đi, em cho anh tao 300 triệu. Tỉnh lại liền, như cái tôi tỉnh lại liền luôn. Ở cái gì? Anh ơi. À ha, cái khúc không đó tay anh không có đâu, không có chuyện đó đâu. Không, cái này là mình mơ thôi bé. Mơ, đạn nó là mơ chứ đâu em đâu nói gì đâu. Đạn đó mình không có nói gì hết trơn. Tôi thấy sơ sơ cái phòng này chắc cũng phải tầm 3 tỷ. Mình xin sơ mọi người đây. Nguyên một vàng. Đạn mình luôn nè. Ô là trời ơi, quá trời dữ luôn. Trời ơi, anh Phong anh sang chảnh anh nuôi cá trong máy vi tính luôn. Đúng rồi, em ra biển em bắt về anh. Em còn sướng đang bơi nè. Dễ thương quá vậy. Ôi bơi qua nhìn đã quá ta. Có cái con gì mà Minecraft nó chạy 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 vậy? Đó. Nó chạy là không bao giờ nó nghỉ luôn. Đúng rồi, nó chạy hoài đúng không anh? Bảy mà bảy theo. Đây đây đây, Quang ơi, đây phải gia chủ vô cho review đó. Trời đất ơi. Ủa, cái con này nhìn giống tự tự với con ở dưới Sam đúng không? À, đúng rồi, em tặng cho Sam. À, hèn chi, nãy Sam có bực mí sương sương nè. Quá trời cu te luôn. Rồi, con này trị giá bao nhiêu? Ủa, hôm nay là mình vô đây mình định giá sản phẩm gì đâu. Hả, chương trình chọn giá đúng. Em bán tầm 20 triệu. 20 triệu nhưng mà qua tay anh Phong sử dụng rồi thì nó sẽ lên 200 triệu. Ok, chốt đơn rồi. Rồi chốt đơn nha, một lát nữa chốt đơn chi khoản rồi lấy. Rồi, 500 triệu qua tay anh Phong rồi là. Anh lấy không? Anh lấy em bán lại cho anh. Ờ, tụi nó có mua đâu bài này đã bán rồi, bài này có bán rồi mua em nè. Em bán lại là 499 triệu thôi, giảm nó khoảng 1 triệu. Mình giảm cái tiền mà vận chuyển nữa bé. Rồi ok, nếu tôi mua anh cứ cho tôi trả góp hay không? Có anh, được anh. Một tháng tôi góp 2 xị. Tháng góp 200 ngàn. Xấu á, thì mình góp thôi. Rẻ hơn 500 triệu. Mình góp cả 2 tháng rồi mình trốn rồi thì không. Ai vậy hả? À, ơi ai. Góp 200 ngàn. Là 500 triệu thì đến khi nào ta? Thì tầm mấy chục năm rồi đó bé. Thì tới khi nào đó mình tính. Lúc đó anh đốt giấy anh cúng cho em hả? Okay. Bây giờ đây tới cái bàn này là nó giống như là cái món đồ ở trên phi thuyền vậy đó. Tại nó chẳng như nó là cái bàn nhưng nó còn là cái bàn nữa. Ủa là sao? Anh nói xong cái em bất ngờ chứ bà già. Anh nói xong cái em kiểu bị đứng hình mất 5 giây á. À. Thì cuối cùng nó là cái bàn. Rồi. Cái bàn này nó có một cái đặc biệt, đó chính là nó là một cái tủ lạnh luôn nhưng mà không có gì cho trong hết trơn, tại không có mua đồ ăn. Trời đất ơi, có hai ngăn rồi. Ôi lạnh. Nhưng mà em ăn hết đồ ăn rồi. Tại em sợ anh Đức vô đây, anh Đức ăn hết của em. Bởi vậy không bé thấy chưa? Tại vì thầy Đức là vô là xu đồ lắm. Bởi vậy là Phong là phải kiểu hồi là nãy mình phòng hờ chứ. Hồi nãy em ở bên phòng này em làm việc, em nghe cái tiếng ở bên phòng dịch, em nghe cái gì tính lấy cái gì á, xong em mới nghe, xong em mới phải cơm hết đồ ăn em ăn liền luôn. Không, qua bên cai cũng tính lấy sơ mà không có được các bé. Thôi chị nghĩ là chị qua bên đây chị lấy đôi này được rồi. Đôi này là nó đẹp lắm đó. Chị lấy đôi đó chết em á chị. Nguyên cái dạng máy tính này của em không bằng một cái đôi đó luôn đó. Vậy sao dịch nói gần 300 triệu? À cái gì? Dịch nói vàng máy tính gần 300 triệu. Ờ thì cũng sương sương phải không? Sương sương thôi, không bằng. Ok luôn. Trời ơi, bắt tay cái con này không nghe không. Trời ơi, đúng rồi. Ôi bây giờ mình review xong rồi, bây giờ mình đi về đi. Đi về đi, ăn đi nó bụng quá. Cảm ơn Phong nha, bye bye. Bữa này gặp lại. Thế đi về không được. Ủa? Có ai không vậy? Ai ngoài giữ cửa lại sao? À không, cái cửa đâu em là cửa tự động. Cái gì trong phòng em mà tự nhiên đi ra ngoài nó sẽ khóa tự động lại. Ủa vậy hả? Anh đâu cửa trên người anh có gì? Có gì đâu. Có đâu, áo quần rồi hả? Có. Sao cửa nó bị khóa ta? Thôi đó. Về được rồi. Rồi thôi về nghe, bye bye nghe. Ờ bye bye anh. Gì kỳ ta? Sao tự nhiên mình thấy cái gì sai sai, tự nhiên vô phòng mình xong cái đi ra nhanh thế nhỉ?